Xin chào anh em nha, xin chúc anh em một ngày làm việc thật là vui vẻ nha. Đợt này thỏ bán đã, thỏ thịt bán có giá lắm anh em ơi. Anh em ăn trưa chưa? Xin chào tại thỏ Minh Quang nha. Đợt này cho thỏ đẻ tạc ra luôn. Chào Tuấn Lớp nha. Chào khoai tây. Đợt này phun trại luôn rồi, nuôi ô hai con luôn thấy không? Anh em nuôi thỏ tới đâu rồi? Ok chưa? Quá ok. Đợt này để tạt ra anh em ơi. Chào xe cẩu nha. Chào xe cẩu Xuân Lộc nha. Chào anh Nguyễn Chu Long. Chào Phương Ly. Chúc mọi người một buổi trưa thật là vui vẻ. Hôm nay mình lên trại mình bắt thỏ giống với thỏ thịt cho anh em. Rồi sẵn tiện lâu quá không live stream, gặp anh em mình live chút xíu rồi về ăn cơm. Chào tất cả mọi người, chào Lý Thịnh. Chào Nguyễn Ngọc nha. Thỏ con được này là cho đẻ mắt, thỏ con chưa tách mẹ mà nó to đùng rồi thấy không? Cả ký rồi chứ không giỡn, chỉ lấy cân cân thôi. Chưa tách mẹ nè, cân này đúng 1 ký này nha, vô chưa tách mẹ mà nó là một cái mốt gần 1,2 ký thấy không? Thỏ vậy mới là thỏ giống VIP chứ, còn ở với mẹ này chứ, mai tách luôn cho rồi để nó bú mẹ được á, nhưng mà tại vì nuôi mẹ riêng bên này nó không sợ bú đâu. Chào Thành Nguyễn Minh nha. Bà này like cali già già mà thấy đẹp, có để lại đây nè. Bà này chắc cũng, bà nái này cũng 5 ký rồi đó. 5 ký chứ không giỡn á. Quay giờ. Trời. Nè. Để cũng được 10 lứa rồi đó. To đùng. Hôm nay lên bắt thỏ giống cho ông anh 50 con thỏ nái với 7 con thỏ đực. Phương Ly, thỏ thịt ở ngoài đây anh được 85 đến 90 rồi đó. Nói chung dao động từ 75 đến 90 là nói về giá lái và giá mình bán trực tiếp luôn nha. Chào Trần Đạt nha. Anh em nào có nhu cầu thỏ thịt, á lộn, thỏ thịt bây giờ cũng khan, thỏ giống cái này để dành thỏ giống, tại vì bữa hổm là mình không bán thỏ giống luôn á, mà mình để mình bán thỏ thịt, bán hết thỏ giống là không có thỏ thịt giao cho quán á, cho nên bữa nay đực này nhìn bà đực khủng lắm nè, đực khủng long á, như vậy đó, đực này là phải 6 ký, đầu quay đầu, ô dầu ô. Nái to to không ạ bạn? Chào tất cả mọi người, chào 16 anh em đang theo dõi. Bữa nay để cho đẻ maximum luôn, đâu có sợ đâu, tại vì bữa nay là không có thỏ để bán, không có thỏ bán cho nên là làm maximum luôn. Có luôn Linh Lùng ơi, thỏ gì cũng có luôn,
ở con này 2 4 6 bà này, mẹ nuôi 7 con mà ú thường thường mà để 6 con thôi, nhưng mà bữa nay kẹt quá rồi không có thỏ nên quất 7 con. Nhìn thỏ này đã không, thỏ ôm mướt chưa, thôi trưa rồi mình xin phép mình về mình ăn cơm nha các bạn, mình xin tạm biệt các bạn nha.